trong kinh Hiền Ngu có câu chuyện như sau: Bàn nữ Nang Đà. Thời Phật ở Xá Vệ, nơi vườn Kỳ Thọ cấp cô độc, trong nước có một nữ nhân nghèo khổ cô đơn xin ăn sống qua ngày, tên là Nang Đà. Cô thấy quốc vương đại thần và bao người cúng dường Phật và chúng tăng, trong lòng hết sức hổ thẹn buồn bã, biết mình do đời trước tạo tội mà bị nghèo hèn, nay đã được gặp ruộng phúc mà lại không thể cúng dường chi thì rất uổng. Thế là cô bèn đi xin, mong có được vật gì đó để cúng dường Tam Bảo, nhưng xin cả ngày mà chỉ được một xu. Cô liền đến tiệm mua dầu. Chủ quán hỏi: Một xu đâu có mua được bao nhiêu dầu đâu, mà cô dùng làm chi? Nang Đà liền thổ lộ ước mơ được cúng dường Tam Bảo của mình. Người bán dầu nghe vậy cảm thông, liền bán cho cô nhiều gấp đôi. Nang Đà vui lắm. Cô chế ra một cái đèn dầu nhỏ, đem đến tịnh xá cúng Phật. Cô đặt vào hàng đèn đầu tiên trước Phật và phát nguyện: Con hiện nay quá nghèo, chỉ có cây đèn nhỏ xíu này cúng dường Phật. Nguyện nhờ công đức này khiến đời sau con đắc đại trí huệ, có thể chiếu soi diệt trừ u ám cấu quế cho tất cả chúng sanh. Phát thệ xong, cô lễ Phật rồi đi. Lúc trời sáng, chỉ duy nhất ngọn đèn nhỏ của Nang Đà còn cháy mạnh. Lúc này Mục Kiền Liên là vị đệ tử thần thông bậc nhất của Phật đang trực ngày hôm đó, thấy trời sáng bèn đi thu dọn đèn, phát hiện cái đèn tuy nhỏ mà cháy sáng dữ, tim đèn cứ như mới thắp, không có bất kỳ tổn hoại nào. Mục Liên thầm nghĩ: Ban ngày đâu cần để đèn cháy làm chi, bèn cầm lên quạt tắt nó, nhưng quạt mấy cũng không tắt, nó vẫn cháy mãnh liệt. Phật thấy vậy bèn bảo Mục Liên: Cây đèn này không phải hàng Thanh Văn La Hán như các ông có thể làm lay động được. Dù ông có dùng thần thông lấy hết nước bốn biển hay hiện cuồng phong mà dập tắt thì cũng chẳng được, bởi vì đây là đèn của một người cúng dường đã phát đại bồ đề tâm sẽ quảng tế chúng sanh. Phật nói xong thì vừa dặn lúc đó Nang Đà đi đến bái kiến Phật. Thế Tôn bèn thọ ký cho cô: Tương lai khoảng 2 A Tăng kỳ trăm kiếp, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Đăng Quang, có nghĩa là đèn sáng, có đủ 10 danh hiệu của Phật. Nang Đà được thọ ký hết sức vui mừng, cô vội quỳ xuống xin xuất gia. Phật đồng ý độ cho cô thành Tỳ Kheo Ni. Mọi người xem, cây đèn nhỏ của một cô gái nghèo cúng dường, phát tâm bồ đề nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, khiến bậc thần thông đệ nhất như Mục Liên không thể nào dập tắt được. Đủ thấy sức mạnh của tâm bồ đề vi diệu không nghĩ lường. Vì vậy, nếu không phát bồ đề tâm, ắt chẳng thể thành Phật. Chúng ta tu hành nhất định phải phát bồ đề tâm, mà phát bồ đề tâm đầu tiên chính là phải quy y Tam Bảo. Nếu không tin chánh pháp, tất nhiên sẽ chẳng thèm tu. Chúng ta ắt mãi luân hồi nơi cõi ác, lăn lộn trong tam đồ. Thọ tội xong thì sinh vào nhân gian, lại bị mang thân tàn tật xấu xí, mắt tai mũi lưỡi thân ý không được vẹn toàn. Chư Phật Bồ Tát đều có nguyện thay chúng sinh thọ khổ. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác, điều thứ 8 của Bồ Tát là: Sinh tử mênh mông, khổ hải vô lượng, xin phát tâm rộng độ tất cả, nguyện thay chúng sinh thọ vô lượng khổ, khiến chúng sinh an lạc.